Xin chào các bạn nha Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đổi tên AirDrop trên iPhone nha Rồi ok bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho tất cả các bạn luôn Bước đầu tiên á, thì các bạn vào cho mình cái ứng dụng cài đặt nè Rồi thì sau khi các bạn vào ứng dụng cài đặt rồi á Thì các bạn bấm vào cài đặt chung nha Thì sau khi các bạn bấm cài đặt chung rồi Bước tiếp theo các bạn bấm vào cái phần giới thiệu nha thì trong cái phần giới thiệu này nó có cái mục tên ở trên này Các bạn bấm vào Thì cái mục tên iPhone này chính là cái tên trong AirDrop nha Bây giờ thì các bạn đổi à, Ví dụ như mình sẽ đổi tên là Cao Nhân là cái tên của mình nha Sau đó các bạn bấm vào xong Rồi Thì giờ cái tên này cũng là cái tên trong AirDrop nha Rồi ok vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách đổi tên Airdrop trên iPhone Video của mình cũng dừng tại đây Cảm ơn các bạn đã xem nha Bạn nào thấy hay cũng như là hữu ích Thì đừng quên cho mình một like Cũng như là một đăng ký kênh nhé Bye bye